Alo. Alo, bác sĩ Châu ơi, cứu em với ạ. Sao có vấn đề gì thế? Ôi, em không nghe lời khuyên của chị nên trồng lại răng sau khi nhổ răng sâu. Bây giờ mặt em nó cứ khắc khắc thế nào ấy chị ơi. Mà anh hóp lại nhìn thấy già ơi là già, xong thì đấy lại còn nước bọt hay tiết ra nhiều, còn bị đối ngọng ấy chị ơi, chị cứu em với. Nani? Các bạn thấy đấy, nghĩa là mất răng thì rất là chủ quan và nghĩ là nó chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là ăn nhai thôi và cũng không quá là quan trọng. Cho nên vì công việc bận rộn, vì rất nhiều các vấn đề khác mà lùi lại việc phục hồi răng mất. Thì tôi cũng đã tư vấn rồi và các bạn thì muốn là sắp xếp thời gian đã rồi mới đi làm. Nhưng mà đến ngày hôm nay mới thấy là tự nhiên mình bắt đầu nói ngọng. Nước bọt tiết có vấn đề, rồi thì khuôn mặt có vẻ nó hơi biến đổi, hơi già đi, hoặc thậm chí có những bạn thì sẽ thấy là hơi lệch một bên mặt do ăn nhai lệch một bên lâu ngày. Cho nên mất răng thực sự gây ra rất nhiều hậu quả. Thứ nhất, mất răng sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Vì chúng ta khi tiếp xúc với lại mọi người, mình khuyết mất một cái răng, nụ cười của mình sẽ không được trắng sáng nữa. Thứ hai, đấy là ảnh hưởng đến phát âm. Bởi vì răng thì tham gia quá trình cộng hưởng của âm ở trong khoang miệng. Nếu mà mất răng thì cái quá trình cộng hưởng âm không được, mình sẽ nói không tròn, rõ chữ. Thậm chí có những người không phát âm được những cái âm cần phải có sự cộng hưởng lớn. Ví dụ âm S, âm tr. Những cái âm đấy thì mình sẽ không phát âm được. Thứ ba là ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của khuôn mặt. Ảnh hưởng quá trình lão hóa của khuôn mặt thì nó biểu hiện ở 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là bình thường khuôn mặt của chúng ta sẽ dài. Thậm chí có những người thích một cái khuôn mặt hơi bi lai, tầm mặt dưới rõ ràng đầy đủ. Nhưng khi mà chúng ta mất răng nhiều thì chúng ta sẽ bị tình trạng không cắn sâu, khuôn mặt sẽ ngắn. Thậm chí có những người sẽ có cái nọng cằm hay là cái bầu ở dưới này rất là lớn. Rồi thì cái môi dưới sẽ bị gập và có một cái rãnh sâu ở vùng môi do khớp cắn sâu. Các cái rãnh ở trên khuôn mặt sẽ hằn rõ hơn, có các nhiều cái nếp nhăn hơn. Hai cái môi trên và môi dưới có thể bị trùng nhau. Thậm chí có những người mất răng quá lâu ngày thì hai cái khóe mép lúc nào cũng bị ướt do nước bọt. Và trước đây thì có những người già mất răng ở hai hàm lâu ngày có thể có cả hiện tượng là nấm hay là viêm nấm ở vùng hai mép hai bên. Có những trường hợp là chúng ta sẽ bị nhai lâu ngày lệch một bên khuôn mặt rất là rõ. Hoặc là có những trường hợp mất răng ở một bên, chúng ta không nhai được một bên, các cái điểm chạm không có, chúng ta lại cắn chéo đi, nhai lệch sang một bên, chéo ở hàm dưới đi, thì khuôn mặt lúc này không phải là mất cân xứng ở vùng cơ nhai không phát triển nữa, mà nó là cái khuôn mặt lệch hẳn sang một bên rất là xấu, cái xương hàm dưới lệch hẳn sang một bên rất là xấu. Vấn đề thứ tư chính là vấn đề mà gây ảnh hưởng đến tất cả những răng còn lại. Như mình nói lúc trước, những cái răng mất thì nó sẽ tạo nên một cái hiện tượng mới gọi là pop-up problem, nghĩa là những cái răng ở hai bên thì sẽ nghiêng về răng chỗ khoảng mất, những cái răng ở đối diện cũng sẽ trồi xuống hoặc là lún vào, và gây nên cái tình trạng là các cái răng khớp cắn không đều, gây nên tình trạng viêm quanh răng, nha chu. Thậm chí là những cái răng bị lệch lạc như vậy thì sẽ tạo nên cái tình trạng rắt thức ăn kẽ các cái răng và dẫn đến tình trạng viêm sâu răng. Ngoài ra, những cái răng nó lệch lạc thì vệ sinh răng miệng khó, cũng là nặng nề hơn quá trình nha chu hay là viêm quanh răng để gây nên hậu quả mất răng sớm. Nếu để mất răng lâu ngày, chúng ta không lựa chọn các cái phương pháp điều trị
phục hồi răng thích hợp thì dẫn đến hiện tượng tiêu xương hàm do không có áp lực nhai. Vậy thì chúng ta nên thay đổi quan điểm của mình hay là thay đổi cái suy nghĩ của mình? Mất răng thực sự gây ra rất nhiều hậu quả và chúng ta nên đi trồng răng sớm hay là phục hồi những cái răng mất sớm. Phục hồi những răng mất sớm cần lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín để không những là phục hồi được các cái hậu quả của răng mất mà những cái răng được phục hồi đấy phải duy trì và được bảo hành trọn đời. Cái biện pháp mà làm phục hồi răng mất tốt nhất bây giờ đấy chính là implant nha khoa. Cầu sứ ngày xưa hay dùng, tuy nhiên cầu sứ vẫn gây nên hiện tượng rát thức ăn, vẫn gây nên hiện tượng tiêu xương và phải mài những răng thật bên cạnh. Còn implant nha khoa là mất răng nào trồng răng đấy. Theo quan điểm của nha khoa hiện đại, đó là can thiệp tối thiểu mà hiệu quả thì tối ưu. Trồng một chiếc implant nếu đủ xương trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút và ăn nhai vẫn trọn đời. Cái răng, cái tóc là góc con người. Đừng chủ quan khi mất răng. Nếu bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment ở bên dưới video clip này. Hãy like và subscribe cho kênh YouTube của Nha khoa Paris. Xin chào và hẹn gặp lại.